Tập 41. Tôi biết rồi, đã đến giới hạn. Hồ Tổng, Dư Việt Thăm bán tháo lượng lớn cổ phần của Hàng Thịnh dẫn đến giá cổ phiếu xuống thấp. Kết quả, phe phản đối của cô Chí Tân không những không dừng tay mà ngược lại còn theo đó bán tháo cổ phần Hàng Thịnh. Ngày hôm nay đã đến giới hạn. Khiên Dư, chúng ta bắt buộc phải khởi động hạng mục cộng đồng kỹ thuật số ngay lập tức. Lợi nhuận khổng lồ sẽ đem đến cho nhà đầu tư sự tin tưởng, nhất định có thể vãn hồi được cổ phiếu. Được, tôi đi thuyết phục hội đồng sự. Trước tiên chúng ta bắt đầu hạng mục này. Được. Sau khi bị bán tháo một lượng lớn đã dẫn đến giá cổ phiếu sụt giảm, cổ đông khác của Hàng Thịnh cũng đều bán tháo. Cổ phần Hàng Thịnh theo mức sàn chính thức của ngày hôm nay sự việc điều tra thế nào rồi? Trần Đình Lễ và Trương Hoài Niên bất hòa, anh chắc chắn chứ? Trần Đình Lễ và ba hắn cũng là một đoạn nghiệt duyên. Anh theo dõi chặt hành tung của Trần Đình Lễ, gửi tin nhắn cho tôi khi có thể nha. Cuối cùng dùng vào việc lớn được rồi. Hôm nay đi vào phòng nào chứ? Chúng ta vẫn cứ đi vào phòng kia đi. Được. Xin lỗi Trần Tổng, thật ngại quá. Phòng bao cho khách, đã có khách khác rồi. Thật sự xin lỗi nha. Sao lại như vậy chứ? Mỗi lần chúng tôi đến đây chơi đều đặt phòng, hôm nay sao không cho? Xin lỗi Trần Tổng, tôi cứ nghĩ hôm nay ngài sẽ không quay lại Thâm Quyến. Mau mở cửa, cho dù bên trong là ai tôi đều mời họ ra ngoài. Nào Trần Tổng, mời vào trong. Diêu Tổng, thật xin lỗi, phòng bao này vốn dĩ là của Trần Tổng. Diêu Tổng, Trần Tổng, không ngờ lại trùng hợp đến vậy đó. Xin chào, thì ra khách bên trong lại là Diêu Tổng. Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Chúng ta đều là bạn bè, nên anh cứ ngồi đi. Tôi ngày khác lại tới. Đã là bạn tốt, vậy thì uống với nhau hai ly đi. Nào, cùng uống đi. Nào, cạn ly. Cạn ly. Thì ra anh và tôi giống nhau, tình cảm với ba không tốt. Ông ta luôn nói tôi không cầu tiến, cứ luôn tin tưởng Trương Hoài Niên. Rõ ràng người thừa kế Trần Thị là tôi mà, tại sao lại cho một kẻ tuổi cao sức yếu như Trương Hoài Niên thao túng công ty? Chỉ ít Trương Hoài Niên có cống hiến cho Trần Thị. Hồ Khiên Dư cứ cho là không nhúng tay được vào xí nghiệp Dư Thị chúng tôi, ấy vậy mà ba của tôi hai tay giao Dư Thị cho hắn. Hồ Khiên Dư ít nhất cũng coi như tuổi trẻ triển vọng, Trương Hoài Niên đã già rồi, chỉ kém ba tôi có vài tuổi thôi. Giá lại ông ta thân còn lâm trọng bệnh, khi kiểm tra sức khỏe công ty mới tra ra trong dạ dày có một khối u. Khối u? Phải đó. Hai cha con hắn đúng thật là dằn vặt chúng ta. Đây là cơ hội tốt hiếm có đó. Trần Tổng, anh có thể lợi dụng cơ hội này đá Trương Hoài Niên đi. Mấy lời này của Dư Tổng nghe ra không giống như rượu vào nói bừa. Hoặc là nói Dư Tổng có dự định gì muốn liên thủ với tôi. Trần Tổng mà, Thâm Quyến gần Hồng Kông như vậy, ân quán hai nhà Hồ Diêu, tôi tin anh cũng nghe qua không ít. Chuyện này với chúng ta chỉ có lợi mà thôi. Anh loại bỏ ba của hắn, tôi loại bỏ con của ông ta. Kết quả này đối với chúng ta mà nói là vô cùng có lợi. Lật đổ Trương Hoài Niên không dễ như vậy đâu. Ông ta ở Trần Thị đã bao nhiêu năm rồi, cũng coi là thận trọng cẩn thận. Mà không ba của tôi, làm sao tín nhiệm ông ta đến như vậy, cho ông ta làm hoàng đế nhiếp chính? Trừ phi có một hạng mục hay có thể khiến cho ba tôi nhìn tôi bằng con mắt khác. Để đến khi tôi chính thức làm tổng tài, Trần Thị tự nhiên sẽ không còn chỗ của Trương Hoài Niên. Hạng mục này tôi tin là có thể giúp Trần Thị một tay. Cộng đồng kỹ thuật số, đây là kỹ thuật hạng mục cộng đồng kỹ thuật số mà phòng nghiên cứu của tôi ở Mỹ nghiên cứu ra. Lợi dụng kỹ thuật, những khu nhà ở được tạo thành không chỉ phù hợp khoa học kỹ thuật trong tương lai, tiết kiệm năng lượng xanh, quan trọng nhất là
có thể tiết kiệm một nửa giá thành. Giảm được một nửa giá thành, anh có chứng cứ nào có thể chứng minh điều này? Đây là báo cáo chứng minh của phòng thí nghiệm bên Mỹ. Về tin tức cụ thể của phòng thí nghiệm bên Mỹ, Trần Tổng đi Mỹ điều tra là sẽ rõ thôi. Không ngờ Diêu Tổng ngay cả đến hộp đêm cũng đem theo bên người đầy đủ tư liệu đến như vậy đó. Giả lại tối nay lại được gặp tôi, vậy thì tôi thật sự không cho là có thể đơn giản dùng hai chữ tình cờ là có thể giải thích được. Nếu như tất cả đều là tình cờ, Trần Tổng sẽ yên tâm hợp tác với người như tôi sao? Thương trường như chiến trường, chọn đồng minh quan trọng nhất là phải biết thời điểm. Hợp tác vui vẻ nha. Hợp tác vui vẻ. Vậy tiếp theo anh có kế hoạch gì không? Trần Thị ngay lập tức bỏ đầu tư hạng mục khu nhà kỹ thuật số. Giống như là Hàng Thịnh, Hoàng Cầu và Trần Thị, ba công ty liên hợp lại cùng phát triển hạng mục khu nhà kỹ thuật số. Trần Thị bỗng chốc không đầu tư. Trước sau gì Hoàng Cầu vốn bất hòa với Hàng Thịnh cũng sẽ làm theo. Thị trường cổ phiếu vốn đã giảm mạnh của Hàng Thịnh ngay lập tức sẽ rơi vào tình cảnh khốn đốn lượng lớn tiền đầu tư. Như vậy e là Hàng Thịnh cách phá sản không xa nữa. Trực tiếp giải quyết tận gốc. Không ngờ thủ đoạn của Diêu Tổng lại nham hiểm đến vậy. Còn không phải gì, đối thủ của chúng ta không phải người thường sao? Là đối thủ của chúng ta. Quân Mặt, lần này tôi và anh nhất định sẽ đạt được ý nguyện. Đương nhiên rồi, chúng ta bắt tay hợp tác, không có mục đích nào không thực hiện được. Trần Tổng, không sao, tôi tự mình đi được mà. Cẩn thận, Trần Tổng. Đi đường cẩn thận nha. Được. Là tôi. Anh Diêu, tôi là người phụ trách phòng nghiên cứu ở Mỹ. Theo yêu cầu của anh, tôi đã bị đặt là phòng thí nghiệm. Chúng tôi đã khai phá kỹ thuật khu nhà kỹ thuật số có thể chiếm được 50% giá thành. Anh Diêu, có phải anh nên gửi tiền qua đây không? Tôi sẽ trả một nửa. Sau khi sự việc thành công sẽ trả nốt phần còn lại. Vậy thì nhờ anh Diêu nhanh lên một chút. Còn nữa, lời bịa đặt này tôi cùng lắm chỉ che giấu được một tháng. Đến khi bị người ta biết được, tôi cũng lực bất tòng tâm. Một tháng đủ rồi. Di Linh, em ở đâu? Anh chỉ có thời gian một tháng. Nếu em không xuất hiện xem màn kịch này, anh sẽ rất cô đơn đó. Hồ Tổng, sao rồi? Phải đấy, nhanh nghĩ cách đi. Tình hình công ty hiện tại không chỉ có Trần Thị đã rút vốn, mà ngay cả tập đoàn Hoàng Cầu cũng quyết định dừng đầu tư khu nhà kỹ thuật số, giống như là hạng mục ba công ty cùng đầu tư. Hiện giờ chỉ còn lại mình Hằng Thịnh. Đây nhất định là Trần Thị và Hoàng Cầu thông đồng với nhau. Chúng ta hiện tại đối mặt với áp lực tiền vốn cực lớn, tiền nợ từ các mối hợp tác còn chưa chi trả. Tiền vốn cho bước tiếp theo lấy đâu ra đây? Về thực thể sản nghiệp của chúng ta, tiền vốn chính là huyết mạch, tiền mặt bỗng chốc đứt đoạn. Tôi, Hằng Thịnh sẽ gặp nguy hiểm mất. Cậu thông báo phòng pháp vụ, đề xuất thủ tục pháp luật về hành vi vi phạm của Hoàng Cầu và Trần Thị. Ngoài ra, thông báo cho phòng tài vụ để họ tiếp tục đợi đơn xin cho vay của ngân hàng. Sao vậy? Về việc xin ngân hàng cho vay, tôi đã sớm sắp xếp đi làm rồi. Nhưng do hệ thống và tình hình gần đây của Hằng Thịnh hơi tồi tệ, tiêu chuẩn đánh giá của ngân hàng không cao, đơn xin vay tiền của chúng ta đã bị ngân hàng từ chối. Trợ lý Dương, cổ phiếu của tập đoàn Hằng Thịnh lần nữa giảm xuống rồi. Làm sao đây? Làm thế nào đây? Phải làm sao chứ? Sao lại như vậy được? Cái này phải làm sao chứ? Hiện giờ chúng ta nên làm gì bây giờ? Cứ như vậy Hằng Thịnh không lâu nữa sẽ thanh lý phá sản mất. Làm sao đây?
kinh tế toàn cầu phát triển phồn vinh, với sự cạnh tranh tàn khốc, tất cả đều là cá lớn nuốt cá bé. Nhiều xí nghiệp có tên tuổi chung quy cũng không vượt qua được vận mệnh. Cũng có những xí nghiệp không tên tuổi, một khi đã kinh doanh là kéo dài mãi mãi. Tập đoàn Hằng Thịnh chỉ có tuổi thọ 30 năm, nhưng con đường của nó còn dài lắm. Tôi tuyệt đối không để nó sụp đổ ở đây. Tôi sẽ dốc toàn bộ sức lực đưa mọi người bước tiếp. Hằng Thịnh được cứu rồi. Khi Dư, Mục Thần, Thâm Quý có một công ty bất động sản tên là Bất Động Sản Hạnh Phúc. Sau khi biết được kết quả nghiên cứu của chúng ta, họ dự định đầu tư vào hạng mục. Có họ đầu tư, chúng ta nhất định có thể thoát khỏi cục diện thua lỗ, xoay chuyển tình thế. Thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Thật đấy, thật. Quá tốt rồi, giỏi quá, tốt rồi. Hằng Thịnh cuối cùng cũng được cứu. Trần Tổng, tôi nhận được tin Hằng Thịnh cùng với Bất Động Sản Hạnh Phúc hợp tác. Bất Động Sản Hạnh Phúc, Hằng Thịnh đã đến bước đường cùng rồi sao? Đặt hy vọng vào một công ty nhỏ, tôi sẽ không để cho Hồ Khiên Dư dễ dàng được như ý đâu. Cậu cho là như vậy có thể cứu được Hằng Thịnh hay sao? Giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Tôi sẽ từng bước đập nát Hằng Thịnh của cậu đến cùng. Hồ Tổng, cộng đồng kỹ thuật số thật sự là một hạng mục hay. Tiết kiệm được 30% giá thành đối với ngành kiến trúc hiện tại là vô cùng quý giá. Chúc cho chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Bá Tổng, xin lỗi chủ tịch. Hồ Tổng, hai người cứ ngồi đi. Công ty chúng tôi xảy ra chút việc gấp, tôi đi xử lý đã. Hai người ngồi đi, chúng tôi đợi được mà. Được. Nào chúng ta đi. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Mời. Dư Tổng, Trần Tổng, đây là Mã Tổng. Dư Tổng, Trần Tổng, Mã Tổng, xin chào. Cơn gió nào đưa các vị đến đây? Hôm nay tôi và Trần Tổng mang tới cho Bất Động Sản Hạnh Phúc một món quà. Hy vọng Mã Tổng có thể từ bỏ Hằng Thịnh, hợp tác với tôi mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Khiên Dư, chúng ta nên làm gì đây? Chủ tịch Hồ, Hồ Tổng, xin lỗi nha. Bất Động Sản Hạnh Phúc tạm thời đình chỉ hợp tác với Hằng Thịnh. Cái gì? Xin thứ lỗi. Mau. Thật xin lỗi à. Khiên Dư, Khiên Dư, đừng kích động quá, đừng đi. Chúng ta vừa rồi chưa ký hiệp ước, tại sao lại đột nhiên không ký? Mã Tổng đâu? Bảo ông ta ra giải thích với tôi. Hồ Tổng, ngài cũng nói rồi đó, cả hai bên chúng ta chẳng phải chưa ký kết hay sao? Thương trường biến đổi khôn lường mà, tạm thời có một chút thay đổi cũng rất bình thường thôi. Xin lỗi nha. Mã Tổng, chúng tôi bộn bề công việc, chúng tôi về trước đây. Anh nói cái gì vậy? Bất Động Sản Hạnh Phúc giở trò lưu manh, các người không ký là không ký, rốt cuộc có tinh thần gì đây? Nói rõ ràng ra đi. Bảo vệ, xảy ra chuyện gì vậy? Mã Tổng, nói chuyện rõ ràng đi. Xảy ra chuyện gì hả?
Hồ Tổng, kỹ thuật của Hằng Tình vẫn chưa đủ tiến bộ. Cộng đồng kỹ thuật số của Trần Thị về giá thành tiết kiệm được 50%. Buôn bán chính là như vậy. Tôi khẳng định muốn hợp tác với Trần Thị. Bà Tổng, đây là chuyện không thể. Hạng mục cộng đồng kỹ thuật số bao hàm rất nhiều khoa học kỹ thuật. Căn cứ vào khoa học kỹ thuật chỉ có thể tiết kiệm được 30% giá thành. Lời hứa của Trần Thị với các ông chắc chắn có vấn đề. Không thể nào. Cộng đồng kỹ thuật số của Trần Thị đã được chứng minh khoa học kỹ thuật tại phòng thí nghiệm bên Mỹ. Tôi không nói với cậu nữa. Bảo vệ, tiễn khách. Diêu Quân Mặt, khẳng định là cậu ở đằng sau dở trò quỷ. Tập đoàn Hằng Thịnh bại bởi Trần Thị là vì cậu không mạnh bằng tôi. Đừng tìm lý do khác nữa. Quân Mặt, chuyện này rốt cuộc là sao hả? Tại sao cậu cũng có hạng mục cộng đồng kỹ thuật số? Khoa học kỹ thuật vốn dĩ không có giới hạn. Tôi đã nghiên cứu ra một khoa học kỹ thuật tại phòng nghiên cứu tại Mỹ. Diêu Quân Mặt, cậu làm người cũng nên có giới hạn thôi. Cậu thua tôi. Cậu còn có tư cách gì đứng ở đây nói chuyện với tôi? Hồ Khiên Dư, đây mới là bắt đầu thôi đó. Tôi sẽ để cho cậu nếm trải sự thống khổ của thất bại. Đê tiện. Đình Lễ, nào tránh ra, tránh ra, tránh ra. Đình Lễ, chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Tại sao Trần Thị lại muốn hợp tác với bất động sản Hạnh Phúc hả? Cháu nói đi. Trương Hoài Niên, ông là tổng tài tập đoàn Trần Thị mà. Mọi chuyện của tập đoàn Trần Thị ông đáng lẽ phải rõ nhất. Hồ Hân, tôi thật sự không biết. Ông thật khiến cho tôi quá thất vọng. Khiên Dương, chúng ta về thôi. Khiên Dương, Đình Lễ, thì ra cháu không gặp chú là vì chuyện này. Sao đột nhiên lại đốt vốn khu nhà kỹ thuật số? Tại sao đột nhiên lại tiến hành cộng đồng kỹ thuật số? Tại sao không thông qua sự đồng ý của chú? Chú Trần, chú đã già rồi, nên nghỉ ngơi trước đi. Với lại, Trần Thị vốn dĩ nên do cháu thừa kế. Chú Trần, chú chiếm lâu như vậy, nên trả lại cho cháu rồi chứ. Chú vì Trần Thị hao tâm tổn sức, vất vả chật vật kinh doanh 20 năm, cháu muốn một cước đá bay chú như vậy phải không? Tôi biết tất cả chuyện này đều là do cậu sau lưng giở trò. Diêu Quân Mặt, sao cậu lại độc ác như vậy? Lẽ nào phải ép Hằng Trần đến đường cùng hay sao? Bác Trần à, bác đã từng cùng Kiều Lực bắt tay đối phó với Hằng Thịnh mà. Tôi làm như vậy chẳng qua cũng là học từ bác thôi. Nói đến độc ác, sao nặng tay bằng bác đối với vợ con mình? Khiên Dư, lần này đều trách tôi không tốt. Là tôi sau khi về nước đã cho Quân Mặt tư liệu hạng mục cộng đồng kỹ thuật số. Nhưng mà lúc đó tôi chỉ muốn anh em chúng ta lại tốt đẹp như xưa. Thật không ngờ rằng cậu ta lại làm như vậy. Đừng để trong lòng nữa. Cho dù là tôi cũng sẽ không tin cậu ta lại bán đứng anh em. Nhưng hiện giờ hy vọng cuối cùng của Hằng Thịnh cũng tiêu tan. Đều là lỗi của tôi hết. Đừng có lo lắng nữa. Chỉ cần ba anh em chúng ta đồng lòng, cửa ải khó khăn nào mà không thể đi qua. Tôi lần đầu tiên tán thành lời của Thư Duy đó.
Hồ Tổng à, tôi làm trợ lý bên cạnh của anh cũng 800 ngày rồi. Lẽ nào lời tôi nói đều không có ý nghĩa gì hay sao? Phải biết rằng bên ngoài có rất nhiều người mời tôi lương cao. Vậy mà tôi hạ mình ở lại bên cạnh anh, anh phải biết quý trọng tôi đó. Bây giờ cậu cuối cùng cũng biết 800 ngày trải qua ra sao rồi đấy. Hồ Hân, Khiên Dư, hai người đợi đã. Hai người đợi một chút, nghe tôi giải thích. Chuyện này tôi thật sự không biết mà. Tôi, Trương Hoài Niên, lời nói dối này, ông đã nói đi nói lại 20 năm. Ông nói không biết chán sao? Ông cảm thấy chúng tôi sẽ tin ông hả? Hồ Hân à, hôm nay không nói chuyện cũ nữa, chỉ nói chuyện này thôi. Hai người nhất định phải tin tôi. Chuyện này tôi không biết thật mà. Trương Hoài Niên, mời ông buông tay ra, tôi không buông. Tôi không biết mẹ con tôi rốt cuộc đã làm gì có lỗi với ông mà khiến cho ông bây giờ lại máu lạnh như vậy. Đến tận bây giờ ông vẫn muốn hại chúng tôi đến chỗ chết sao? Bà, bà, ông buông ra. Mẹ, tôi không buông. Tôi, buông tôi ra. Bà, bà không sao chứ? Thổ huyết trên đường, màn kịch cẩu huyết như vậy mà cũng diễn được. Không biết ngày mai có thể giúp Hàng Thịnh các người tranh giải trang báo hay không. Quân Mặt, anh nói xem ông ta cả đời dắt óc tìm kế, đến lúc già rồi vợ con ly tán, bản thân lại bị ung thư, đây tính là gì chứ? Đương nhiên là báo ứng. Ba không sao chứ? Hoài Niên, ông bị ung thư. Vừa rồi con gọi ta là gì? Chúng ta đi bệnh viện trước đi. Con vẫn không chịu nhận ba. Có điều, có tiếng ba vừa rồi của con, ba cũng thỏa mãn rồi. Ba, Hoài Niên, ba, không sao chứ? Mau đến giúp đi. Mẹ, là người nhà của Trương Hoài Niên phải không? Bác sĩ, bệnh nhân đã được chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn cuối, bắt buộc phải làm phẫu thuật ngay. Người nhà ký tên với đồng ý phẫu thuật, ký tên giùm đi. Sao vậy? Vì bệnh nhân này không có người nhà hay sao? Tôi ký. Tôi là vợ cũ của ông ấy. Tôi ký cho. Trương Hoài Niên, ông nghe cho rõ đi, cả đời này của ông cũng không xứng có con trai, cả đời này của ông cũng không xứng làm cha. Hồ Hân, ông đừng dây dưa với chúng tôi nữa, ông nghe thấy chưa? Bà trả Khiên Dư lại cho tôi, đó là con ruột của tôi. Bây giờ bà để cho nó gọi tôi một tiếng ba, xóa bỏ tất cả những chuyện đã qua đi. Tôi làm gì cũng được để Hồ Khiên Dư đổi sang họ Trương, trừ phi tôi chết, tôi tha quỳ. Nếu ông còn có lương tâm thì sẽ không hại chúng tôi xảy ra tai nạn xe. Nếu ông có lương tâm, ông sẽ không lợi dụng Trần Thị để hãm hại Hàn Thịnh. Ông căn bản không xứng nói đến hai chữ lương tâm. Tôi có vô lương tâm thì cũng không giống như bà đuổi cùng giết tận. Ông còn mặt mũi nhắc đến năm đó. Hoài Niên, Hoài Niên, người nhà bệnh nhân mời ở lại. Bác sĩ, tình hình phẫu thuật sao rồi? Phẫu thuật lần này rất thành công, bệnh nhân trước mắt đã thoát khỏi nguy hiểm. Chỉ là do bệnh nhân mất máu quá nhiều, thân thể rất suy nhược. Lúc phẫu thuật, chúng tôi đã chuyển lượng lớn huyết tương cho bệnh nhân. Máu trong kho bây giờ đã hết. Tôi là con của bệnh nhân, có thể dùng máu của tôi chứ? Được.
Bác sĩ sao rồi? Hiện tại tuy bệnh nhân vẫn đang hôn mê, nhưng mà đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi. Hai người bây giờ có thể vào thăm một lát. Cảm ơn. Cảm ơn. Hoài niên, con à, cảm ơn con. Mẹ không sao đâu mà. Nói chúng tôi biết vài câu đi. Các người bình tĩnh chút được không? Gọi anh ấy ra đây. Xin các người bình tĩnh, cho chúng tôi chút thời gian đi mà. Khúc mắc giữa các anh Trần Thị và Hoàng Cầu chúng tôi không quản nổi. Chúng tôi chỉ muốn Hồ Tổng. Xin mọi người cho Hằng Tịnh chút thời gian. Trả tiền. Các người bình tĩnh đi. Gọi Hồ Tổng ra đây. Gọi Hồ Tổng ra nói chuyện. Như vậy mới giải quyết được vấn đề. Hồ Tổng đến rồi kìa. Đến rồi, đến rồi. Ngài nói gì đi? Trả lại chúng tôi tiền đi. Tại sao Hằng Tịnh lại đi đến bước đường này? Hồ Tổng, ngài nói một chút đi. Hồ Tổng, Hồ Tổng à, trả tiền cho chúng tôi đi. Lúc nào mới trả tiền chứ? Hồ Tổng, Hồ Tổng, nói cho tôi biết đi Hồ Tổng. Ngài nói với chúng tôi đi. Được rồi. Các người đủ chưa vậy? Muốn tiền nên không cần bạn hay sao? Có thời gian có thể hẹn mà. Cho chúng tôi chút thời gian, chúng tôi sẽ nói cho mọi người nghe. Lúc cuộc đang làm gì vậy? Mà ép đến mức này. Hồ Tổng, đừng đi mà. Hồ Tổng, tiền thì phải làm sao? Khi Dư à, anh không sao chứ? Tiền làm sao đây? Ngài nói vài câu đi Hồ Tổng. Cảm ơn. Đây chắc chắn là Dư Quân Mặt cố ý tung tin cho đối phương, sắp xếp tất cả, hôm nay đến Hằng Thịnh làm loạn. Bằng không sao lại trùng hợp như vậy chứ? Tôi nghi ngờ Quân Mặt đưa tài liệu giả cho Bất Động Sản Hạnh Phúc đó. Cho nên tôi định sẽ về Mỹ một chuyến, điều tra xem phòng thí nghiệm mà Quân Mặt nhắc tới làm giả. Cậu chắc chắn hay không? Mấy ngày nay tôi luôn trao đổi cùng với bên Mỹ. Chúng tôi đều cho rằng có thể tiết kiệm 50% giá thành khoa học kỹ thuật. Đáng ra hiện nay vẫn chưa thể thành công được. Thực ra trừ Hằng Thịnh, tôi còn rất lo lắng cho Diêu Dao. Chúng tôi cử người đi tìm cô ấy, nhưng đến giờ vẫn không có tin tức. Anh đã lo cho Diêu Dao như vậy, tôi có thể tự mình đi châu Âu tìm cô ấy mà. Vậy quyết định thế đi. Mục Thần, cậu đi phòng nghiên cứu của Diêu Quân Mặt ở Mỹ tìm ra sự thật. Thư Duy, cậu đi châu Âu tìm Diêu Dao. Được, tôi ở lại đây, làm cho Bất Động Sản Hạnh Phúc nhận ra trò lừa đảo của Diêu Quân Mặt. Hy vọng bọn họ có thể hợp tác với chúng ta lần nữa. Chúng ta chia ba ngã hành sự, giải quyết tình hình nguy cơ lần này. Được, đi khỏi vết thương trước đi. Tôi đã nói với anh rồi, sau khi sự việc kết thúc sẽ gửi tiền qua mà. Đừng gọi điện thoại đến làm phiền tôi. Alo, alo. Anh Diêu, báo cáo kiểm tra của anh đã có rồi.
Bà đã không dám làm giám định cha con, vậy thì để con làm cho. Dù sao cũng chỉ còn một tháng, để con tự tay kết thúc tất cả đi. Xin chào. Xin chào ông Diêu, bác gái đã ngủ rồi, cảm ơn cô. Anh đến đây làm gì? Cứ coi như trước đây ba chưa từng xem con là con của ba, nhưng mà con vẫn luôn coi ba như ba ruột của mình. Hơn nữa, con rất yêu thương em gái Diêu Dao của mình. Đã nhiều năm rồi, ba nghi ngờ con không phải con ruột của ba, sợ biết kết quả, vừa muốn thương xót con, vừa sợ nhận nhầm tình thân. Hai người chúng ta đã chịu quá nhiều dày vò. Nếu bà đã không dám làm kiểm tra, vậy để con làm. Còn về kết quả thì tự ba quyết định có chấp nhận hay không. Với kinh doanh biến đổi khôn lường, doanh nghiệp trẻ đã từng thu hút sự quan tâm của mọi người lại xảy ra thay đổi lớn như hiện nay. Tập đoàn Hằng Thịnh của Hồ Kiên Dư đang đối mặt với phá sản, nhưng Dư Quân Mặt lại vượt qua thử thách. Người lãnh đạo mới nhất của tập đoàn Trần Thị ở Hồng Kông, hai người tương phản rõ ràng, thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người. Tôi đã nói với anh rồi, đừng gọi tôi nữa mà. Tiền đến lúc đó tôi sẽ trả cho anh. Anh Diêu, anh cho là tôi thích dây dưa với anh hay sao? Mau trả phần tiền còn lại qua đây đi. Thời gian không còn nhiều nữa đâu. Cảnh sát Mỹ đã nhận được tin, bắt đầu điều tra rồi đó. Tôi chuẩn bị từ bỏ phòng thí nghiệm đó rồi. Có lòng tốt nhắc nhở anh một câu, anh vẫn nên chuẩn bị tháo chạy khi còn sớm đi. Bằng không anh chết chắc rồi. Thời gian không còn nhiều nữa, Lâm Di Linh sao vẫn chưa xuất hiện chứ? Nghe gọi nhiều rượu như vậy, cùng bạn bè uống hay sao? Tôi trước giờ chưa từng có bạn bè. Nào, nào, cạn, cạn.
Nào, hay lắm. Sao lại làm tổn thương bản thân? Dịu dàng. Xem ra nhớ Diêu Dao rồi. Tôi đã tìm Mã tổng của bất động sản Hạnh Phúc rất nhiều lần, nhưng ông ta vẫn đóng cửa không gặp. Bọn họ kiên trì nhận định hạng mục cộng đồng kỹ thuật số có thể tiết kiệm được nửa giá thành mà Dương Quân Mặc đưa ra. Bất luận tôi có khơi thông thế nào, bọn họ vẫn không chút dao động. Mục Thần, cậu ở Mỹ điều tra sao rồi? Có tin tức gì mới hay không? Đến Mỹ tôi mới phát hiện ra phòng nghiên cứu Quân Mặc hợp tác đang đối mặt với vài tranh chấp. Hơn nữa còn bị tình nghi làm giả khoa học kỹ thuật. Có điều nếu thật sự muốn đợi xác nhận thì còn cần một khoảng thời gian. Nhưng tôi cơ bản đã chắc chắn Quân Mặc đã nói dối trong chuyện này. Nếu thật sự chắc chắn vậy thì cái mà tiết kiệm được một nửa giá thành như Quân Mặc đưa cho bất động sản Hạnh Phúc chính là giả. Đến lúc đó Quân Mặc cũng khó mà thoát khỏi chế tài pháp luật. Cậu ta rốt cuộc muốn hồ đồ đến lúc nào nữa? Bản thân Dương Quân Mặc cũng là luật sư, cậu ta nhất định vô cùng hiểu rõ nguy cơ trước mắt của mình. Tại sao cậu ta cứ muốn sai lại càng sai? Dương Quân Mặc hiện giờ liều lĩnh bất chấp, không ai thay đổi được cậu ta nữa. Nếu Diêu Dao còn ở đây, có lẽ vẫn có thể khiến cho cậu ta bình tâm lại. Thư Duy, Diêu Dao bên châu Âu có tin tức gì hay không? Ở châu Âu tôi đã điều tra được một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là danh sách thương vong đã xác định không có tên của Diêu Dao trong đó. Còn tin xấu là hệ thống đặt vé của thẻ tín dụng trên mạng Diêu Dao ngày hôm đó chính xác đã mua vé tàu hỏa. Do vậy Diêu Dao hiện đang mất tích, không thể xác định là có nguy hiểm hay không. Em quay về rồi. Cảm ơn. Em ăn chậm thôi được không? Nhìn bộ dạng em ăn cứ như là lâu lắm rồi không được ăn no đó. Em ở châu Âu lâu như thế, nhớ nhất là món ăn trong nước. Em khó khăn mới quay về, đương nhiên muốn ăn cho đã rồi. Đây mới là hương vị gia đình. Biết sớm như thế này em không nên đi khỏi đây, còn khiến cho người ta lo lắng. Khoảng thời gian này em đã đi đâu chứ? Em vốn dĩ ở Pháp mua vé tàu, chuẩn bị đi loanh quanh châu Âu. Kết quả trước khi xuất phát, em xem trên báo thấy có một trường tiểu học bị thiên tai do mưa. Em và hội chữ thập đỏ ở đó cùng đi trợ giúp. Kết quả để lỡ mất chuyến đi, ngược may mắn tránh được kiếp nạn. Tiếp đến em lại bắt đầu hành trình đi Đan Mạch. Không ngờ đến Đan Mạch rồi bệnh hen của em lại tái phát. Trải qua phẫu thuật, nằm viện, một đống chuyện, cắt đứt liên lạc với người trong nhà. Phẫu thuật. Thế sức khỏe của em hiện giờ thế nào rồi? Hồi phục chưa? Yên tâm đi, phẫu thuật rất thành công. Cơ thể của em rất khỏe mạnh, tham gia ba môn phối hợp cũng không có vấn đề gì. Vậy thì tốt quá. Nhưng tại sao lại Đan Mạch? Anh còn nhớ chuyện cổ tích mà em thích nhất là gì không? Con gái của biển. Cho nên em đi xem tượng Mỹ Nhân Ngư. Em lúc đó mệt mỏi đến đường cùng, tự như không thể bước ra khỏi. Em ở Copenhagen 3 ngày.
mỗi ngày đều đi xem tượng Mỹ Nhân Ngư. Em biết Mỹ Nhân Ngư trong mưa là đẹp nhất, cũng hiểu đạo lý tình yêu của Mỹ Nhân Ngư. Mỹ Nhân Ngư cuối cùng thà quá thành bọt biển, cũng không nói ra sự thật, là vì cô ấy phát hiện hoàng tử đã yêu vị công chúa đó rồi. Em cũng hiểu đạo lý của tình yêu là thành toàn. Có lẽ vẫn còn một chút thời gian để em từ từ buông xuống tình cảm của em với anh. Có điều về anh và Di Linh, em muốn gửi tới lời chúc phúc chân thành nhất.